Hello xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Huga Win Thì hôm nay Huga xin giới thiệu cho bạn sơ lược về những cái điểm mới trong cái bản cập nhật kỳ này ha Thì những cái sự kiện này kia đồ vân vân, piracy này á, thì mình xin phép mình bỏ qua Mình chỉ nói vào những cái trọng điểm, những cái mà sẽ ảnh hưởng đến các bạn trong cuộc chơi ha Ok, cái thứ nhất khi các bạn ở diễn chinh thì hiện tại nó sẽ giảm cho các bạn 50% số tài nguyên để các bạn chữa Thì cái này nó sẽ giúp cho các bạn đỡ tốn kém hơn Cái thứ hai thì diễn chinh nó vẫn tăng cái tốc độ trị liệu rồi Cho nên là không có gì mới trong cái phần này Nó chỉ có là giảm cái số rệt đó thôi Rồi, ở đây á thì cái bản cập nhật này nó nói là nó sẽ cho các bạn là tăng số lượng thu thập tất cả các nút tài nguyên trong chiến trường bán hỏi lên 100%. Ở bên ngoài mỗi lưu 4 này mình chỉ có khoảng 1, 1 triệu 575.000 tài nguyên nhưng mà ở trong đây nó tăng lên 100% có nghĩa là nó lên được tới 3 triệu rưỡi nha các bạn. Thì nói chung cái này nó giúp cho các bạn sẽ thu thập được nhiều hơn trong mỗi lần các bạn giao quân thì uh, giúp các bạn mà uh, có thể treo máy các bạn thu thập xong các bạn có thời gian dài để các bạn treo máy hơn. Nói chung đây cũng là một cái uh, mới cập nhật. Cái thứ hai á là nói chung là cái phiên bản này mình thấy là nó cập nhật là nó tối ưu về cái phần uh, chiến trường ban hội là nhiều rồi vấn đề tiếp theo á là ở đây nó hồi trước á mình nhớ mình vô đây là chỉ có quỹ hát ám uh, liver 4, liver 5 thôi thì ở đây á nó theo công bố á là nó sẽ cập nhật thêm quỹ hát ám liver 2 và liver 3 còn đợt trước á khi mình vào trong này á mình săn á là chỉ có toàn là quái ba thôi các bạn nhưng mà lần này igg nó nói là nó sẽ cập nhật thêm quái liver 2 đây một con quái liver 2 trong cái phần chiến trường bán hội rồi, cái tiếp theo đó là cái ghi nhận chiến đấu ở trong công bố Dương Quốc. Rồi, có nghĩa là khi các bạn đánh nhau các trận chiến nó sẽ có thêm cái thông báo này. Lần trước thì không có nhưng mà bây giờ thì có rồi nha. Rồi, ở đây nó còn có thêm một mục canh giữ diễn chinh Cái mục này thì mình chưa biết là nó tính điểm như thế nào. Nó nói là khi mình canh giữ cái trấn thủ á những cái uh, cứ điểm là mình sẽ được tính điểm nhưng mà hình như các cái tháp tiếp sức là không được mình nghĩ là nằm bên trong này nhưng mà hiện tại do mình uh, chưa vô cho nên là mình chưa biết là cái phần tính điểm mà uh, chỗ canh giữ như thế nào rồi đó là sơ qua về các cái, cái uh, viễn chinh và cái phần được cập nhật nhiều nhất trong cái bản cập nhật lần này rồi ở đây nó có thêm uh, cái phần trao đổi nhanh rồi bây giờ tôi sẽ bấm vô sân quái vật ở đây nó có một cái chuông Tôi sẽ tích vô cái ô săn quái vật, tôi bấm OK, tôi bấm có, tôi lưu lại. Lưu thì cần cái lông vũ trang bị nha các bạn. Rồi, ở đây nó hiện lên chữ săn quái. Tương tự thì cái cộng sự, cộng sự thì tôi cũng có thể, trong đây nó có luôn cả bộ tăng trưởng cộng sự. Ở đây thì nó có bộ săn quái, luyện lính, thu thập tài nguyên, chế tạo vũ trang. Rồi, tăng trưởng cộng sự, OK, có. Tôi sẽ đổi chữ cộng sự này của tôi cho nó đẹp một xí lưu. Rồi, nói chung là cái này thì nó thêm cái icon giúp mình dễ nhận diện hơn thôi Rồi, tiếp theo á là nó có thêm cái bộ nè ta Cái bộ đá chăn đúng không? Là cái bộ này Ở đây nó là chế tạo vũ trang Đó, bấm OK giờ Có, xong Bấm lưu Rồi, dùng Cơ bản là khi bấm vô nó có những cái ký hiệu bên đầu Nó giúp cho các bạn dễ nhìn hơn thu thập. Đúng rồi, tôi sẽ cài bộ thu thập về tài nguyên của tôi đây. Có, rồi. Tôi lưu lại. Rồi. Còn cái bộ điện lính thì Huga uh, không có xài. Cho nên là Hugo không ấy, hy vọng là những lần sau nó ra lên bộ ấn Hoặc bộ ATK, bộ ATK cung, ATK kỵ luôn. Thì như vậy nó sẽ dễ cho các bạn uh, lựa chọn trang bị hơn. Ở đây thì nói chung là nó ra thì hãy cần nhìn nói chung là nhìn vô mình dễ nhận biết hơn thôi đây cũng là một điểm cộng cho các bạn cập nhật lần này ở đây nó còn thêm một cái tính năng rất là hay cho bạn nào mà muốn mà chơi chép mà chữa tính nhanh ok đó chính là các bạn tích thẳng vô đây nè khi các bạn bấm thì nó sẽ tự động tăng tốc cho các bạn các bạn không phải các bạn chọn nữa đó mình sẽ chọn và mình bấm vô đây thì nó tự động luôn nó không bắt mình xác minh lại nói chung là cái này là nó tăng tốc nhanh phù hợp với bạn nào mà thích chơi chép tiếp theo là một cái cập nhật nữa đến từ cái phần tiện ích thì ở đây nó có một cái mục tiện ích nè các bạn bấm vào đây thì huga ví dụ nha. ví dụ là khi huga bấm vào đây nó hiện lên mấy cái thông báo về đường đua rồi đường đến Vinh qua kiểm điểm hời này kia rồi ạ ok huga không quan tâm những cái sự kiện này tuy nhiên huga quan tâm tới sự kiện uh, sự kiện địa ngục rồi sự kiện solo sự kiện thử thách 24 giờ rồi luôn ok khi này, lúc Huga mở cái phần này lên thì những sự kiện này nó sẽ được đưa lên đầu giống như là các bạn tích chọn cái nào á, thì nó sẽ đưa cái đó lên đầu cho các bạn thì giúp cho các bạn kiểu mà tối ưu quá cái giao diện, các bạn thích cái nào các bạn đưa lên còn cái nào bạn không thích đó, thì các bạn cứ đẩy nó xuống kiểu vậy nói chung thì đây cũng là một cái mà kiểu nó cá nhân hóa cho các bạn rồi đó là sơ qua những cái gì của các bạn cập nhật uh, lần này thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau Bye